Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Lan giữ toàn bộ 600 khách từ Nam Phi trên máy bay vì phát hiện 61 F0 nghi nhiễm biến thể mới Omicron. Miền Tây, trong một ngày, chỉ riêng 3 tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang đã ghi nhận 517 ca dương tính dù đã tiêm vaccine. Kiên Giang ra quy định mới, sau ngày 31 tháng 12 mà chưa tiêm vaccine thì khỏi đi chợ, ra bến xe. Thành phố Hồ Chí Minh, F0 tự lùng mua thuốc điều trị COVID-19 ngoài thị trường để uống vì ngành y tế hết thuốc cung cấp. Thưa quý vị khán giả, khoảng 600 hành khách từ Nam Phi đã đến sân bay Amsterdam của Hà Lan trên hai chuyến bay hôm 26 tháng 11 và họ đều bị giữ lại trên máy bay để được xét nghiệm. Và kết quả đáng buồn là ngành y tế Hà Lan đã phát hiện 61 trường hợp dương tính với COVID-19 nghi do biến thể Omicron mới được phát hiện ở Nam Phi. Tất cả 600 hành khách đều đã bị giữ lại trong vòng thời gian là 4 tiếng để ngành y tế chuẩn bị công tác cách ly với các trường hợp này. Liên quan đến sự xuất hiện của biến thể Omicron, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cũng đã thông báo hoãn hội nghị bộ trưởng về loạt vấn đề quan trọng vì những lo ngại do biến chủng này. Hai diễn biến cực nóng này liên quan đến biến chủng mới sẽ được chúng tôi đề cập trong phần sau của chương trình. Trước tiên, mời quý vị điểm qua thật nhanh một thông tin cũng rất đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh, F0 tự lùng mua thuốc điều trị COVID-19 ngoài thị trường để uống vì ngành y tế hết thuốc cung cấp. Thưa quý vị, thông tin các trạm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh cạn kiệt thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir khiến nhiều người dân thấp thỏm. Nhiều F0 không được cấp thuốc đặc trị nên đã tự tìm vận may cho mình từ các đơn hàng mua trên mạng hoặc là trôi nổi ngoài thị trường được bán một cách tràn lan. Câu hỏi được đặt ra là tại sao Bộ Y tế cạn kiệt nguồn thuốc, nhưng hàng loạt các đơn vị tư nhân lại có thể nhập khẩu được về để bán cho người dân trái quy định? Đây là câu hỏi mà ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm để làm rõ. Cụ thể về thực trạng này như sau. Một F0 xin giấu tên đang cách ly tại nhà ở thành phố Thủ Đức cho biết: tâm lý của F0 là cần thuốc đặc trị, tôi cũng sợ trở nặng. Tôi đạt các tiêu chuẩn dùng thuốc C, sẵn sàng ký giấy cam kết nhưng phường không cấp vì lý do là hết thuốc. Tôi phải lo cho sức khỏe của mình thôi. Và theo người dân này, trên mạng giao bán rất nhiều và cũng không thiếu chủng loại. Trong đó có loại thuốc Monopiravir được nhập khẩu từ Ấn Độ, có tên thương mại là Molat, đóng gói 40 viên một hộp. Một hộp có thể dùng cho hai bệnh nhân COVID-19 trong vòng thời gian là 5 ngày. Giá bán của loại thuốc này lên tới 9,5 triệu đồng. Ngoài ra còn có loại thuốc Monopiravir của Bangladesh giá rẻ hơn, đóng gói 10 viên một vỉ, mua 2 vỉ đủ dùng cho một người mà giá thì cũng lên tới 5 triệu. Thực tế, các F0 chẳng ai muốn bỏ ra một khoản tiền lớn để mua về một loại thuốc không rõ nguồn gốc để uống vào người cả. Tuy nhiên, cực chẳng đã, họ mới phải làm như vậy, với hy vọng bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thực sự rất khó để trách người dân trong tình cảnh này. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Miền Tây, trong một ngày, chỉ riêng 3 tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang đã ghi nhận 517 ca dương tính dù đã tiêm vaccine. Thưa quý vị khán giả, các tỉnh thành miền Tây tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm trong 24 giờ qua rất cao. Đáng chú ý, chỉ tính riêng 3 tỉnh Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang trong một ngày đã ghi nhận tổng cộng là 517 ca dương tính, dù trước đó đã tiêm vaccine COVID-19. Các tỉnh còn lại dù không công bố, nhưng dự báo số lượng F0 đã tiêm vaccine cũng không hề nhỏ. Cụ thể như sau. Trong 24 giờ qua, Đồng Tháp ghi nhận 605 ca mắc mới, thêm 3 trường hợp không qua khỏi. Và đáng chú ý là 116 ca đã tiêm đủ 2 liều vaccine, 42 người khác đã tiêm 1 liều. Tỉnh Trà Vinh ghi nhận 328 ca mắc mới, trong số ca mắc mới có 140 ca đã tiêm 2 mũi vaccine, 34 ca đã tiêm 1 mũi. An Giang ghi nhận 215 trường hợp dương tính, trong số ca mắc mới có 131 ca đã tiêm 2 mũi vaccine, 54 ca tiêm 1 mũi, thêm 9 ca không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Cần Thơ cũng ghi nhận thêm 835 ca nhiễm COVID-19, 2 trường hợp không qua khỏi. Bến Tre ghi nhận thêm 285 ca mắc COVID-19, thêm 1 ca không qua khỏi. Tỉnh Vĩnh Long hôm nay cũng đã có thêm 539 ca mắc. Tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 714 ca mắc COVID-19 mới. Bạc Liêu ghi nhận thêm 574 ca nhiễm, 4 ca không qua khỏi. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Hà Lan giữ toàn bộ 600 khách từ Nam Phi trên máy bay vì phát hiện 61 F0 nghi nhiễm biến thể mới Omicron. Thưa quý vị, Hà Lan phát hiện 61 ca dương tính với COVID-19 nghi mắc do biến chủng virus mới Omicron trên hai chuyến bay từ Nam Phi.
toàn bộ 600 hành khách đến sân bay Amsterdam hôm qua ngày 27 tháng 11 đã bị giữ trên máy bay suốt 4 giờ đồng hồ để xét nghiệm và chờ ngành y tế tìm cách đưa người đi cách ly. Sau đó thì tất cả hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính phải ở trong khu cách ly tại khách sạn 7 ngày nếu xuất hiện triệu chứng và 5 ngày nếu không triệu chứng. 531 người xét nghiệm âm tính được phép tiếp tục hành trình hoặc cách ly tại nhà nếu tiếp tục ở lại Hà Lan. Bộ Y tế Hà Lan cho biết khả năng cao là phần lớn các ca test nhanh dương tính là do biến chủng mới từ Nam Phi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ xét nghiệm lại, giải trình tự gen càng nhanh càng tốt để có biện pháp đối phó kịp thời với biến thể này. Và không riêng gì chuyến bay chở 61 F0, toàn bộ các chuyến bay từ Nam Phi đáp xuống Hà Lan đều bị giữ lại để lấy mẫu xét nghiệm. Các hành khách được Bộ Y tế Hà Lan di chuyển bằng xe buýt riêng và đang cách ly trong lúc chờ kết quả xét nghiệm và giải trình tự gen trong trường hợp kết quả dương tính. Trong một diễn biến liên quan đến sự xuất hiện của biến thể Omicron, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã thông báo hoãn hội nghị bộ trưởng vì những lo ngại từ biến chủng mới này. Hội nghị dự kiến bắt đầu vào ngày 30 tháng 11, kéo dài trong 4 ngày tại Thụy Sĩ. Đại diện 164 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên đã nhất trí tạm hoãn phiên họp vì các lo ngại về biến chủng Omicron. Các quan chức WTO nhấn mạnh, đây là quyết định khó khăn nhưng sáng suốt với tình hình dịch tễ hiện nay. Ưu tiên của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn của mọi người. Chúng ta tốt nhất nên thận trọng. Biến chủng mới được phát hiện trong bối cảnh châu Âu đang phải vật lộn với sự gia tăng ca COVID-19, khi châu lục này một lần nữa trở thành tâm điểm bùng phát. Làn sóng kỷ lục về ca nhiễm đang gây áp lực hệ thống chăm sóc y tế. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Kiên Giang ra quy định mới, sau ngày 31 tháng 12 mà chưa tiêm vaccine thì khỏi đi chợ hay là ra bến xe. Thưa quý vị, theo công văn mới nhất về tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, đến đầu năm 2022, những người không thuộc diện chống chỉ định tiêm vaccine mà chưa tiêm sẽ bị hạn chế một số hoạt động. Cụ thể, sau ngày 31 tháng 12, những người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ bị hạn chế sử dụng một số phương tiện giao thông công cộng hay là dự tuyển vào làm việc tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hạn chế đến chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, bến tàu, bến xe. Cạnh đó, hạn chế đi đến các cơ quan nhà nước để liên hệ làm việc, ngoài đi khám chữa bệnh, đồng thời phải tự trả phí xét nghiệm tầm soát COVID-19. Thống kê đến nay, Kiên Giang còn khoảng 21.450 người, tương đương 1,8% dân số từ 18 tuổi trở lên, chưa được tiêm vaccine. Trong đó có những người bị chống chỉ định do có tiền sử phản vệ độ 3 trở lên, có những người cao tuổi, yếu sức chỉ sinh hoạt trong nhà. Cạnh đó cũng có một số người dân không đồng ý tiêm chủng với nhiều lý do khác nhau, không loại trừ những trường hợp chưa tiêm vì thiếu thông tin và do chính quyền cơ sở bỏ sót. Từ thực tế này, để tăng cường hơn nữa công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo mục tiêu đến cuối năm 2021 đạt 100% dân số đủ điều kiện được tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!